chào các bạn kênh xem cách 24 giờ. Trader cho 10 độ dền chân đầy cơ bắp với gấp NSA của bài cơ Việt. Cái chiếc Trader cho 10 này cũng hút ánh nhìn của dân chơi xe từ cái nhìn đầu tiên, bởi rất cơ bắp chính là cái dạng chân được được hưởng từ chiếc xe huyền thoại Honda NSA 150. Bộ mâm gấp này được chế là hoàn hảo và được sơn cái màu vàng đồng như muốn đập vào mắt người xem. Trader cho 10 độ dàn chân cơ bắp với gấp NSA của Biker Việt. Nhìn tổng thể ta thấy được chiếc Trader cho 10 này không có gì là thay đổi nhiều ngoài trừ cái dàn chân. Yếm bẩn trước được loại bỏ để lộ ra cái phần động cơ cực kỳ mạnh mẽ. Bánh lái trước nhỏ gọn nhưng không kém phần cứng cáp với mâm Racer Boy kết hợp cùng với đĩa CBR cho 50. Và điều đáng chú ý ở đây nhất đó chính là phần gấp. Có thấy gấp sau mang lại cái sự cứng cáp hầm hố cho xe hơn. Nó được đánh cấp từ một con ngựa sắt huyền thoại mang cái tên NSA 150. Góc nhìn cận cảnh với bờ mông to đùng cực đẹp. Ta thấy được những bản độ của dòng xe Trader cho 10 này như thế này là khá hiếm. Exeter cho làm độ khoe sắc trong đêm tối của đường. Cái chiếc Exeter cho làm 5 số với sự cứng cáp và kiểu dáng mạnh mẽ, thể thao muốn tạo ra nhiều nguồn cảm hứng rất mạnh mẽ cho những biker. Một chút thay đổi về diện mạo bên ngoài đã làm cho chiếc xế dưới đây trở nên thật là phong cách và ấn tượng. Và cái chiếc xe độ khoác trên mình một cái hai tông màu đen vàng làm chủ đạo chính, kết hợp cùng với bộ tem đấu đầy cứng cáp. Dàn đầu tạo ấn tượng với cảm giác là khá mới lạ nhờ vào cái chó đẹp Appy, cặp tay cắn Racer Boy, ốp đầu mở lại, được cố định bằng hai chốt Titan. Chợ sáng LED L4 đem lại ánh sáng cực đẹp và cho chủ xe khi chuyển về đêm. Đồng hồ Casio dành riêng cho cái dòng Exeter cho 5 số đã được không quá lạ với những người dùng là bao năm qua. Giá của món đồ chơi này cũng nằm ở hàng triệu. Bao tay Racer Boy mang lại cái sự êm ái dễ chịu hơn cho người sử dụng. Trái ngược với rất nhiều thay đổi ở dàn đầu, dàn chân được chủ xe trang bị thêm đĩa gaffer, sơn lại cái mâm zin thành cái màu bạc tạo ra một điểm nhấn. Các chân Raider không còn quá mới lạ với những người chơi xe. Phát tăng sơn Racer Boy, một món đồ chơi được xếp vào cái dạng đồ hiếm vào thời điểm hiện tại. Cảm ơn bạn đã dẫn này là kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.